Rồi, đến ngày hôm nay thì mình mới rảnh lên một cái clip nói về chiếc tay ga mình yêu thích nhất, như là mình đã hứa ở trong cái clip vừa rồi ha. Thì đây, anh em thấy ha, kế bên mình đây, một chiếc tay ga phải nói là đỉnh của đỉnh, không có chỗ nào mà chơi được hết anh em. Một chiến thần gọi là cày bừa, Bad Choice ha, Vision ha anh em. Rồi thì những cái dòng Vision đời trước là mình không nói tới nha, mình đang nói đến cái dòng Vision mà mình đang có ở đây, là Vision đời 2016 nha mọi người ha. Xe này là xe của vợ mình, và mình nói ở đây là một chiếc tay ga yêu thích nhất bởi nó có những lý do sau nha anh em. Rồi cái thứ nhất, nói về giá cả nha anh em, nó là thuộc phân khúc xe bình dân, ai cũng có thể tiếp cận được hết, nó chỉ khoảng tầm 30 mấy triệu cho một chiếc xe mới thôi ha, nên là ai cũng có thể tiếp cận, ai cũng có thể mua được hết nha anh em, chứ nó không phải là dòng xe cao cấp gì hết ha. Cái thứ hai, nó rất là gọn nha anh em, nó gọn, nó thon, đi trong phố anh em luồn rất rất là tốt, rất là khỏe luôn. Và đối với cá nhân mình á, và vợ mình, con mình thì chở 2 chở 3 thì, và phân khối của nó là 110 thì dư sức nha anh em, mình không có đua bơi gì hết nên mình không có cần cái phân khối quá cao, đủ chạy nè. Với cái phân khối này, thứ nhất là vừa đủ chạy, thứ hai là nó cũng tiết kiệm xăng ha anh em. Nói chung là xe này là một phần là cũng vợ mình đi làm nữa, cho nên là mình không có chạy nhiều, nên là nó quá vừa ở cái mức phân khối này, chứ không cần phải lên 150 hay là 300 hay gì, không cần phải 125 nữa, đủ chạy rồi. Và đây nên cảm giác anh em chạy trong phố luồn lách này kia rất là tốt, bởi vì một phần thân xác nó rất là nhỏ anh em, thân xác nó nhỏ, nó gọn thế anh em, cho nên là chạy thì cảm giác không có gì và sướng hết bằng anh em, nhẹ lắm. Cái thứ ba là không bị hư giặt nha anh em, không bị mình giặt gì hết. Xe vợ mình từ trước đến giờ chỉ có hai nhớt, hai bố hắn, rồi bảo dưỡng nồi, vệ sinh nồi này kia và chạy thôi, không một chút bệnh gì luôn. Ngoài việc là cái đầu đèn hơi rè 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 rè, bệnh chung của Vision là vậy hết anh em, còn ngoài ra hả, không bị lỗi này, không bị lỗi kia, cũng không có nằm đường hay là cũng không có bệnh vấn đề hết, chỉ có vợ mình lâu lâu quên tắt chìa khóa hay nó hay hết bệnh thôi, chứ ngoài ra tuyệt vời. Cái tiếp theo, thứ tư, chi phí bảo dưỡng, chi phí thay nhớt rồi sửa thì kia nó cũng rất là dễ dàng, không có hơi khó khăn tí nào hết anh em. Thay bố hắn cũng dễ này, thay nhớt cũng dễ nè, rồi vệ sinh nồi cũng dễ nè đó. Rồi mỗi lần mà lủng xe thế này kia là nói chung là tất cả mọi thứ đều rất là thuận tiện. Cái thứ năm, nói về kiểu dáng này thì nó cũng khá là đẹp nha anh em, đối với một người ốm như mình ha, hoặc là vợ như mình cũng ốm ha, ngồi lên thì cảm giác rất là thoải mái. Sàn để chân là có, cũng rộng rãi đầy đủ, cốp này kia cũng có để đựng đồ, tiện lợi ha anh em, cũng không có gì mà bất tiện hết ở con chiếc Vision này. Và thêm một cái nữa ha anh em, là riêng mấy cái dòng khác ha, cái dòng Vision này á, mình chạy á, nó cũng có gợn nha anh em, cũng có gợn cũng ít nữa, nhưng mà về cái phần nồi của nó mình thấy nó cảm giác là nó đỡ hơn những dòng tay ga khác rất là nhiều, nó không có bị rung ga đầu nè, nó có nhưng mà lâu lâu nó bị anh em, nó ngộ lắm, nó có nhưng mà lâu lâu mới bị lằn, hoặc là mình tháo ra vệ sinh là nó hết à, không bị gợn ga đầu này, không bị lằn, không có bị gì hết á. Rồi bị gợn ở cái mức ga 450 nữa cũng có nha, nhưng mà nó rất là ít nha anh em. Xe vợ mình hả, chạy thì cũng có nghe, nhưng mà hồi nghe hồi không nha anh em, nó ngộ lắm nha. Thì ví dụ như đi hai này kia thì mình nghe nha, còn đi một mình này kia là mình chạy rất là thoải mái, rất là lướt đó. Không biết cái dòng Vision cái đời này mình mua trúng cái đời nó ngon hay sao anh em, còn những cái đời khác là mình chưa trải nghiệm nên mình không biết ha. Rồi tóm lại, qua những cái lý do đó thì riêng bản thân mình cũng có chạy nhiều dòng rồi, nhưng mà thật sự dòng Vision này là mình thấy rất là tuyệt vời, và hầu như mà ai chạy Vision này đời này rồi á thì hầu như đều khích hết nè, chứ không có ai chơi hết nè, kể cả những bạn, mấy đứa bạn của mình khi mà chạy Vision này ai cũng thích thích, bởi vì nó vừa đủ, nó nằm ở mức vừa đủ, không thiếu cũng không dư, nó là như vậy hết nè. Ngoài ra thì ở clip sau mình sẽ nói thêm một chiếc tay ga thuộc phân khúc xe nhập mà mình cũng khá là yêu thích, và xe đó cũng khá là tốt ha, thì mình sẽ làm một clip sau, hẹn anh em ở clip sau nha.